Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại thành phố Tam Điệp đã diễn ra hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Tới dự có đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Mai Văn Tuất, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Kế hoạch Đầu tư và thành phố Tam Điệp. Tại hội nghị, đồng chí Mai Văn Tuất, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố thông báo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động bổ nhiệm cán bộ đối với đồng chí Đinh Công Toản, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Tam Điệp. Theo đó, đồng chí Đinh Công Toản thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Thành ủy Tam Điệp nhiệm kỳ 2015-2020, điều động bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Nội vụ, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày 24 tháng 2 năm 2020. Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy Tam Điệp nhiệm kỳ 2015-2020. Theo đó, đồng chí Nguyễn Cao Sơn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thôi giữ chức Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, điều động chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy Tam Điệp nhiệm kỳ 2015-2020 kể từ ngày 24 tháng 2 năm 2020. Trao quyết định và chúc mừng hai đồng chí được điều động và nhận nhiệm vụ mới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thanh ghi nhận trong thời gian qua, đồng chí Đinh Công Toản, đồng chí Nguyễn Cao Sơn đã có nhiều nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Nhấn mạnh vai trò của người cán bộ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhắc lại câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh: cán bộ nào phong trào ấy, muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém. Hy vọng cương vị công tác mới, vinh dự lớn song trách nhiệm cũng hết sức nặng nề, các đồng chí cần phát huy năng lực, tinh thần và trí tuệ để tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đối với đồng chí Nguyễn Cao Sơn, với trọng trách là người đứng đầu Đảng bộ thành phố, cần nhanh chóng tiếp nhận công việc, gương mẫu, nêu cao trách nhiệm, tiếp tục rèn luyện đạo đức, trau dồi lý luận, nắm chắc thực tiễn cơ sở, cùng Đảng bộ đoàn kết triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao. Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Cao Sơn cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, sẽ tận tâm tận lực và trách nhiệm vì sự nghiệp phát triển của thành phố Tam Điệp và tỉnh Ninh Bình nhanh và bền vững trong thời gian tới.